An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Thưa các cô, các bà cùng các bác ở đây, hôm nay đoàn chúng tôi vào đây thì gồm có đầy đủ các thành viên trong gia đình, và có cái lễ để xin ăn hỏi và lễ xin cưới, và cũng là lễ xin dâu và lễ dẫn cưới cho cháu Hoàng và cháu Vân Anh ngày hôm nay. Thế thì trước tiên thì nói thì là cảm ơn ông bà Hoan đã sinh ra cháu Vân Anh, đã nuôi dưỡng đến ngày hôm nay, được trưởng thành đến ngày dựng vợ cả chồng. Thì gia đình chúng tôi rất là cảm ơn ông bà Hoan và họ hàng ở họ nhà gái hôm nay. Thế còn hôm nay thì chúng tôi là có tất cả các thành viên trong gia đình đến đây đông đủ. Thì là trước tiên là chúng tôi có lễ ăn hỏi này, lễ xin cưới này, và lễ dẫn dâu, đón dâu này, và lễ dẫn cưới cho cháu Hoàng và cháu Vân Anh ngày hôm nay. Để các cụ nghỉ thời gian hoan nghênh. Đây là toàn bộ các bác, các anh, các chị và bà nội cháu ngồi kia. Đấy. Thế còn toàn bộ các bác, các anh, các chị, các em, các cháu trong họ đã tới đây, tức là dự buổi lễ rất vui mà mừng được các ông các bà bên ấy sang đây trao lễ và gửi vật cho gia đình chúng tôi. Trước hết là tôi xin giới thiệu qua sơ bộ như vậy. Cái thứ hai về lễ thủ tục thì xin mời là hai bà mát tay lên để trao lễ và mở lễ cho cháu. Ngày mai em là cô đơn.
trở lại với Tư Gia Khán Phòng Tiệc Cưới của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được thay lời cho tiếng nói của gia đình, đỡ lời ân tình cho tâm cô sâu, thân chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới sự diện của tất cả quý vị khách quý. Xin được kính mời quý vị sẽ cùng nâng bước chân tình yêu của mình trở lại khán phòng hạnh phúc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, để rồi cùng tham dự chương trình lễ hỏi chúc mừng hạnh phúc, cũng như giải tặng những lời chúc phúc tốt đẹp để gửi tới hai bên gia đình, để gửi tới cô sâu và chú rể. Và thưa quý vị thân mến, để rồi kể từ buổi trăng thể hẹn ước, mối tình ta nay đẹp duyên tơ, mẹ cha ưng phận đôi bờ, họ hàng buôn sới, bạn bè ngợi ca. Và đây xin được gửi tình yêu vào trong mơ, tình yêu son sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây, tơ hồng nguyệt lão say say, uyên ương đôi lứa chẳng ngày nào phai. Và thưa quý vị, trở lại với niềm đăng quang hạnh phúc của gia đình trong ngày vui hạnh phúc trong ngày hôm nay, rất vinh dự cho những người thực hiện chương trình đồng hành cùng với trung tâm tổ chức sự kiện Thắng Lan xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón với sự diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý. Đó chính là sự diện của quý bậc bề trên, quý bậc cha bác, cô chú anh chị và các bạn trẻ, nam nữ thanh niên gần xa ngày hôm nay đã trở về đây để rồi cùng nâng ly chúc mừng rể dâu, sang long đầu bạc trước sau một lòng, chúc cho gia đạo thuận hòa, một trái mấm rộn ràng tiếng ca. Và thưa quý vị, có lẽ rằng tình yêu, hôn nhân và gia đình luôn luôn là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa quyết định tới hạnh phúc của cả cuộc đời mỗi con người. Trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách, đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc và tình yêu, hai bạn trẻ Vân Anh, Ngọc Hoàn của chúng ta ngày hôm nay đây, họ đã quyết tâm đồng lòng chèo lái con thuyền tình yêu của mình trở về với bến bờ của niềm hạnh phúc. Và bây giờ thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu chủ nhân của cánh thiệp hồng, chú rể Ngọc Hoàn, cô dâu Vân Anh. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau và bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Xin mời. Dạ vâng, và kính thưa quý vị thân mến, hiện diện trên sân khấu lúc này là hai nhân vật chính, hai khuôn mặt dạng người của hạnh phúc, chú rể Ngọc Hoàn, cô dâu Vân Anh. Và để ra mắt tới quý quan viên hai họ, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự diệu của tất cả quý vị khách quý, thì sau đây xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn sẽ cùng cúi chào để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn rất nhiều cô dâu và chú rể. Gọi tình lên ngôi.
nhé em ơi, anh chờ mãi một lời thôi, lời đồng ý để rước em về nhà anh. Mình thương nhau đã lâu rồi, mình yêu nhau cũng lâu rồi, chờ ngày mình thành thân đấy thôi. Lại gian khó em ơi, anh sẽ khiến em được vui, là người hạnh phúc nhất ở trên trần gian. Mẹ cha anh đã thưa rồi, chầu cầu anh cũng mua rồi, chờ ngày mình thành thân anh ơi. Vì anh yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời, thương em chẳng đổi rời, cuộc tình thật thà này đã trao anh rồi. Ngày mai dù là khổ đau buồn vui, dù giàu có hay nghèo khó cũng vậy thôi, chỉ cần bên nhau đến mai sau, yêu nhau thương nhau đến bắt đầu, tình này trọn đời cũng chẳng phải uổng màu. Thành thân là mình mãi thuộc về nhau, là sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau, bên lâu. Lời đồng ý để rước em về nhà anh. Mình thương nhau đã lâu rồi, mình yêu nhau cũng lâu rồi, chờ ngày mình thành thân đấy thôi. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng trở lại với Tư Gia Khán Phòng Tiệc Cưới của gia đình trong buổi tối đêm nay, để rồi cùng tham dự trọn vẹn chương trình đêm nhạc tình yêu chúc mừng hạnh phúc, cũng như giải tặng những lời chúc phúc tốt đẹp để gửi tới gia đình, để gửi tới cô dâu và chú rể. Và xin được kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hơi nghỉ lên những dãy ghế hàng bàn, cùng tham dự cuộc trò chuyện ngon. Và cũng xin gửi lời mời tới các bạn trẻ làm công tác lễ tân tiếp tân ngày cưới của gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhanh chóng khẩn trương trở lại trung tâm khán phòng trà tiệc cưới để rồi cùng mời nước mời khách mời chồng tới sự diện của tất cả quý vị khách quý. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thân mến, để rồi có lẽ rằng tình yêu, hôn nhân và gia đình luôn luôn là một sự kiện trọng đại bằng những quyết định tới hạnh phúc của cả cuộc đời mỗi con người. Trải qua rất nhiều những cố gắng thử thách, đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc của tình yêu, hai bạn trẻ, cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay, họ đã quyết tâm đồng lòng trèo lái con đường tình yêu của mình trở về với bến bờ của niềm hạnh phúc. Và thưa quý vị thân mến, giờ phút này đây, cô dâu và chú rể họ đang tay trong tay để cùng dắt nhau đi chung trên một con đường tới đến bến bờ của hạnh phúc trọn đời thủy chung. Và giờ phút này đây, trước sự diện của quan viên hai họ, sự chứng kiến của toàn thể quý vị, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Vân Anh, chú rể Ngọc Hoàn xin trân trọng chính thức được bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng tạm gác lại những công việc riêng tư của mình, để rồi cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu nơi đang quang hạnh phúc, và cùng chứng kiến những giây phút trang trọng, những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của đôi tân hôn. Sau đây xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn sẽ cùng tiến lên một bước. Xin mời phòng nhẫn cưới cặp nhẫn tình yêu để minh chứng cho tình yêu của chú rể Ngọc Hoàn dành trọn cho cô dâu Vân Anh. Và kể từ ngày hôm nay, đôi tân hôn của chúng ta họ đã chính thức về chung dưới một mái nhà, để rồi cùng chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Xin mời quý vị sẽ dành thêm những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời hai bà sẽ cùng vào tay chung tay để cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng cắt những tầng bánh yêu thương. Xin mời. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể, hai bạn sẽ cùng tiến lại cùng nhau rót chén rượu mừng trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin mời.
nay xin mời chú rể Ngọc Hoàng và cô sẽ dâng 2 ly rượu. Và 2 ly rượu còn lại sẽ dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Và xin mời quý vị sẽ dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt hơn nữa để thay cho tiếng pháo chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng hướng mặt vào nhau đi nào, để rồi cùng bắt tay nhau và cùng nhau uống ly rượu sau tôi. Xin mời. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều món quà đến từ bố mẹ của chú rể Ngọc Hoàng đã dành tặng một chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu món quà tới từ bố mẹ của cô dâu Vân Anh. Trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng chúc phúc cho hai con. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều món quà tới từ bố mẹ của cô dâu Vân Anh đã dành tặng một chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Cho con chúng cháu xin được trân trọng kính mời món quà tới từ ông bà nội sẽ cùng hiện diện trên sân khấu để chúc phúc cho hai cháu yêu. Dạ vâng, và ban tổ chức xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con chúng cháu xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà tới từ bố mẹ nuôi của cô dâu Vân Anh. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ nuôi sẽ cùng hiện diện trên sân khấu để chúc phúc cho hai con. Và cùng với đó, cô dâu và chú rể còn đang được đón nhận với sự có mặt của tất cả quý vị khách quý. Và thưa quý vị, sự có mặt của quý vị ngày hôm nay đó chính là những tình cảm đồng ấm mà quý vị đang dành tặng cho hai bên gia đình. Cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị tân khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để mừng hạnh phúc trăm năm cho hai con chúng tôi xin gửi tới hội cưới bài hát Câu Chuyện Nhỏ của tôi. Chào em buồn thương, lòng anh buồn thương trong ánh mắt người. Hãy chào em nụ hoa, cho em nụ hoa đến mê tôi người. Tôi nghe đất trời bỗng nhiên thanh thang hơn. Tôi nghe mỗi người bỗng nhiên thấy vui hơn. Và thưa quý vị, chia tay với tiếng hát của chú Đức Huy, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng chào đón với món quà âm nhạc tới từ cô Hồng Chuyên. Xin được trân trọng chào đón và giới thiệu tiếng hát cô Hồng Chuyên. Hát xuống trên trà người nhau, vì anh rơi một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Ta em thương hát hay, ta em thương nền nam, vì áo tứ thân đừng thân mong qua hát không người ơi nhỉ. Thưa quý vị, giờ phút này đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu thưa chuyện. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông.
Xin kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay vì cháu Ngọc Hoàn tìm hiểu với cháu Vân Anh qua điện thoại, qua Facebook, các cháu đã trực tiếp tìm hiểu với nhau và rất nhiều lần cháu Hoàn về Việt Nam gặp cháu Vân Anh đã trao đổi thống nhất, báo cáo với hai gia đình chúng tôi và báo cáo với chính quyền địa phương. Hai gia đình chúng tôi thống nhất tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và báo hỷ cho hai cháu tại hội nhà gái hôm nay. Được sự đồng ý của hai chính quyền địa phương, được sự đồng ý của hai gia đình, thống nhất hôm nay làm lễ vu quy tại hội nhà gái. Hôm nay chúng tôi chính thức công nhận cháu Vân Anh là cháu dâu, là con dâu của ông bà Sáu Thoan và con dâu của họ gia đình chúng tôi. Và chúng tôi giao cháu Ngọc Hoàn cho gia đình họ nhà gái, thì mong rằng họ nhà gái và họ nhà cháu chúng tôi cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và đến đầu bạc răng long. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, để đáp từ lại những lời phát biểu của gia đình họ nhà trai, giờ phút ở đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu đáp từ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Cô bà, cô chú bác và bạn bè đang biết gần xa của hai cháu. Cũng thật là trăm năm trọn lễ một ngày, một ngày trọn lễ cũng là giờ đẹp nhất trong buổi tối hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trải qua trên bước đường công tác, hai cháu đã gặp nhau và được sự phối hợp của đôi bên gia đình và được sự cho phép của chính quyền hai địa phương. Và ngày hôm nay khi cháu Hoàn trở về nước thì tổ chức lễ báo hỷ tại quê hương thôn Lạc Thành Bắc, xã Thanh Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Kính thưa toàn thể quý vị, người ta bảo yêu và lại phải có duyên nữa, bởi vì cháu Hoàn và cháu Vân Anh đã có duyên và hai cháu đã trải qua một cái quãng đường khá là xa, hai châu lục, châu Âu và châu Á, và đã trở về Việt Nam và đã kết hôn với nhau trên một tình yêu trong sáng và sự tác hợp của đôi bên gia đình. Và sau khi chuẩn bị mọi điều kiện rất là chu đáo thì họ nhà trai từ Cộng Hòa Séc bay về Việt Nam tại quê hương Hải Dương, và sau đó các đoàn đại biểu họ nhà trai sang họ nhà gái để tổ chức lễ báo hỷ cho hai cháu tại quê hương Tây Ninh, tức là họ nhà gái. Thay mặt gia đình họ nhà gái một nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của toàn thể các cô cụ bà, cô dì chú bác và bạn bè đang nước gần xa và tám họ đối với gia đình đã có mặt tại quê hương Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong buổi tối hôm nay để cùng ngự tiệc trà, để cùng chúc mừng hạnh phúc cho năm cho hai cháu. Và đặc biệt chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đoàn đại biểu họ nhà trai từ Cộng Hòa Séc xa xôi đã bay về quê hương Hải Dương và đúng giờ lành tháng tốt hẹn ước với gia đình chúng tôi có mặt tại quê lúa Thái Bình để tổ chức nghi lễ đúng theo phong tục truyền thống của quê hương Việt Nam. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, một đứa xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi. Và chúng ta hãy cùng chúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng gửi lời mời tới sự hiện diện của các bậc cao niên, các cụ ông bà, cô dì chú bác, cùng với đó là những người bạn ân tình thân tình với hai bên gia đình cũng như tân cô dâu, tân chú rể. Độ bình an, trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi, ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh